Mà thôi cũng để con chuẩn bị xua một ôn để sạch đó này nặng chuẩn bị anh tu sửa vị trí Phật sát na mà ngày nay nhóm chuyên liệt ở các là bài thơ vị đó bằng riêng chạy chú đó để con chỉ sắm lại sách rồi chỉ bông ôn này chỉ đi sách chấm đi anh tu sửa vị trí Phật sát na là phần tục đọc rộng pi mà chẳng bông ôn thọ ba dọc xa rồi mà hỏi đẹp tâm tận bảo vật sắc máy cho một nhóm nội tố là sẽ là ba chẳng như ba dọc xa đó này ba chú ti muối thì em bị sẽ đẹp để ca dọc xa bảo vật sắc máy rồi chỉ ca dọc xa là bảo vật sắc tỉnh Campuchia ai là chú phụ tỷ phí của dự bàn sắc xa lạc lạc mà hỏi mà là cả dọc xa là bộ bộ đất sắc máy môn sở mại động cổ thế môn sở mại động cổ và chẳng sở mại bộ bộ đất sắc máy môn môn sở mại động cổ miền sở mại cả phí cứ sở mại được cổ phân nâng sở mại trên lạc chẳng sở mại nó có nôm cứ rộp nhà bị chân nam hạ sắp đó chân nam ra bởi hạ sắp này cứ sạc rải rồi có bị sạc tổ vọt tí muối đó sạc tổ vọt tí bổ muối này cứ sạc rải đó bị sạc mái trên lá dự rộp bị chân nam ra bởi hạ sắp đó chân nam bổ quay rời bị này cứ sạc rải rồi có bây giờ em bị sạc tổ vọt bị chân nam vì sao tôi tìm của muối nó sao tôi tìm của buồn và cho nhiều bạn đọc xa hả hay nhầm của bạn ai thua xung lùa thì xoay xa không đá chẳng miền một ôn đi sạch lắc và bạn thơ hay miền một ôn đi sạch lắc của bạn thơ hay kẻ tổng là cái ca sở chiếu miền tê vừa lý xong thua cái ca sở chiếu ông phi phri chia mùi chùm nuốt này dường mình bàn quá rồi chê dường mình bàn đăng làm bình phó miền này bà mạc sát rồi có bình chìa tăng lục đảm bày chồng khóng thôi chìa ai cả xa xa chìa mối đảm bày tục ai đi sạch dường chồng nói trái với cả thật xa xa dồn bà ai được nông ở bình tạo ổn ít nhầm sắc xa Phật tó là chụp bụ tỷ bấy để dạy em bị bảo vật sạc máy là sở mạng ổng cổ đây chỉ sở mạng cả mối đồ rộng rướng sở mạng cả mối đồ rộng chậm rào là chỉ mà hà ổng cổ đây bằng sở tốt là sở mạng bảo vật thôi chậm rào và hay thua ở vị phục lốt bàn score Campuchia tạm thời gian lấy sản phẩm và vật hóa đô lộ bị sách chỉ bị sách cứ sản phẩm trẻ cam sầm nòng và sàn và còn đòi tập đoàn sản lập bạc và chẳng là bày cầm mời khả phê và lý dũ nhóm cái ná nhóm xong cho tới mê riêng tỷ mấy và rất có chụp tỷ bấy này giờ em đi bảo vệ được sạc máy trong số máy ông cổ đòi sản thép và được thép và trên được nông về điền rất có chụp tỷ bấy đấy bây giờ chọn tới cái tàu nó bảo vệ sạc bông on dương đi sắt được nông chấm đi nhà tốt nào về chuyện đấy gọi ai bạn đừng lặp lại một hai chẳng cả tổng sản đấy còn tại chỉ cả bị phiền xá rồi chỉ cả thua cao bị phiền đây chấm nói khoanh cầm được cái này lặp lại rồi chỉ cả
một cái nơi cầm đặt mấy mùi cái hở thá cầm đặt bị phía chia cầm đặt tọt lô mùi rồi có cái hở thá một cái nơi cầm đặt rồi còn cái hở critical thinking nó và chấn được cho mà bị chạy được nông nặng riêng chấn là cái sọt xa vào vật sát mình mến sọt xa vì phiệp chú chót phiệp chú chát rồi có tầm bay phiệp tròn cổng hắn rồi có miến cá cổng nông cung khuôn nữa đi cứ dương sọt xa vì vô đại xa đầm bay có sở nước bọt bị sáu chùm mạch lỗ lỗ dương mốc ăn uống được nóng sớm mấy phải chăm bón, thái dương nâng cấp sáng nơi chúng nói thảo với chấm yến làm mấy chi huyến cầm áo chúng nói thảo với chấm yến rồi còn chúng nói ạ cọt thằng lúc cả miến được nóng sụp cùng máy dương xà chết mày bà ok lỡ được nóng chấm phụ tị bày ní thì dèm phí sớm mấy ông cầu chẳng sớm mấy ông cầu dư rô phí sát tâm vô tì phẩm bốn đó sát tâm vô tì đọc rèm vì chân nằm bộ bài rồi bí đó chân nằm một bộ bộ rồi sản xuất mùi và cứ chặt tăng bí rít này bộ bát chây vô rộng màn tỷ bí đó đó bộ bát bộ nhớ dạng là bộ nhớ dạng ok chân được nói chung nói kì mùi đi xong thì dây dòng bí lại sắp phần đất là chẳng cầu chương những bạn đang tha sách là sách phần đức ở cơ co sáng nơi anh đã chọn cơ đó cứ Prabhat Jayavarman TP Prabhat Jayavarman TP này lô trên này đại to su bằng ru bằng ruộng tập đây này anh đã chặt máy để bạch bạc đi tới được nóng cá chuyển tiền đôi chỉ cá cục rồng này anh đã chặt phía mà lỡ tật lấy máy trong số máy trên là và nợ trên là tật lấy nợ xong phụ bổ rẽ nợ phải cho bó nợ sọc xong bó khai quả trẻ hãy gặp bạn trên tất cả cục rồng nợ trên lá đá ấm cả trên là đầy cốt nợ theo vẹt bổ rẽ phải cho bó nợ tật lấy lá nơi bản đồng bà sát này vọt khu bài cho bọn bà hình chứa được nông ca đạp rõ ơn khẩn khom tổ xú bồn rùm 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 xa mực ký bà chìa bọt máy trong xa máy núp làm bấy đồ rùm lũng cơ rùi chìa ca bọn đình được phụ chúa cho nhập viên là chạc máy nâng mê rì dạ ca phi chân em phi chân em và này là vì chân em cũng phải rối rồi cũng phải rồi phí được và chụp chạy là vì chân em chẳng nông nông ca bằng ruộng bằng ruộng tập đấy nếu cứ bảo ăn bàn thuê ca cả thả cùng là tạm đi tình đi mua chùm nuốn chứ một tổ tộc nếu là hôn đó từ pram còn lại làm mấy bồ rùa bồ rùa tập đầy má để thật được rõ cả cục rõ nó bó phụ chuyên của nó màu chẳng cả bồ rùa bồ rùa tập đầy nó cứ mà này ta bồ mô cầm lắng to xú cho bán cho mùi phụ chuyên của rồi chứ bình đánh phụ chuyên đến cho nhầm phí dành là chắc mai này chẳng cả lại thì mùi đập rõ ăn cùng nó cứ nơ ẩn trạng bồ rẹt nơi khẳng cá cơ phong tràn và hai chế thật được nông tròn còn lại bọn kia bây giờ cơ sọc ngay này nơi khẳng khai cơ phong tràn phải chạm bó thì bí cứ nơi cổ tệ cơ lái bà xa bản tí khá đầy thằng chương băng tờ lý sáp đại chìa cơ lái khoái bán tạng má cho hôn mộc thì mấy cứ nơi hạ rễ hạ ra lại nơi có nông sọc rồi luôn nông nông khai xìm riệp nông bà màn chia đọc rạm cơ lộ máy bí cơ rộng xìm riệp mà thì bốn cứ nơi ạ mê rên trạc phô rạ thật nơi tròn tùm lục hàng lệch này bà rài cất lá miền bờ xa muối nước non rạch chân áp bót bờ rây ông cổ và nên tham môn ông cổ và môn ông cổ ai đi pram cứ mahen tra bờ rạ rồi cả mahen tra bờ rạ bót và nên tham được lục nông bồ lết bàn phơm bị thi tê vri trong bấy thua ao bờ tết
máy rút phát phí chấm nọc phát tế chúy nâng thuở ở bảo áng mên tần nạ chỉ xin lạch chắc có hòa ai cũng rít nét tật đấy bảo tế Campuchia tới chế chắc có phục muối nơi chấm nọc phát tế ảnh điên nâng chân tại cái hào tha ốc bạc phía mà đủ chân được nông xa mạch cả nông chân cứ bảo áng cứ chế xin lạch thập bản đất nơi này chắc ổng cổ nâng ảnh và tại dương mình ai nâng một lịch bản đế để bảo ông chỉ nét để bảo cô một cáo ở miền anh là chẳng có hỏi của anh là chẳng có ní miền cá rich bao rung rương nào đó tì bộ phật và trong giây tha của anh là chẳng có ní rich bao đọc một phù và hay dương một sọc sáng nữa bởi vì chỉ trong thời máy ông cầu được nói anh cái xác lá miền cái đạn được nòng ca xa xa sai chưa được miền nhiều miền anh cái xa robot có su áo phom dù cho nên cái lá được nòng sụp hơi xa xa xuống cúng xa xuống cúng này giờ robot được sản nó robot bị chia nó miền bởi vì chỉ được trong thời máy ông cầu robot đó xem sắp không buồn ăn còn đấy được nông tiến thì chúng ta độ sòn khá là hơi nâng sọc sao sao chiếu từ bò miền mấy mấy rồi chế bò miền khác về miền là cái này xây nè vấn đề cả xây nè nó nhiều nhiều mà vừa cả bị phía nhiều mà vừa cả sọc sá phải dồn tập học nè chẳng người thì mỗi cứ bờ ba chiều bờ man tỷ pì nè lô ba làng xây rìa là bị chân nam bồng bay rồi pì mà bồng bay rồi pì chẳng dừng rộp thì là cả là xa rí để phần đại phật ông bàn vừa cả bảo rù của rùm tật đấy nó đau chân nằm bồng bầy rồi nó là dọc phí chân nằm bàn đô tụ hải rí cho hốt đôi chân nằm bồng bầy rồi hà sập chẳng bồng bầy rồi phí đồng bồng bầy rồi hà sập nhưng kết tớ với xa sập bồng bầy chân nằm xa sập bồng bầy chân nằm chẳng mà này thật lục bàn riêng chom xung cúng ở miền bị rệp rồi miền rạch chân nằm xung phôn này cả cục rộng rốt ở miền sất cam sất từ lượt đầy thí ở bò và chia rẽ ở bọc rõ ấn bảo ngược sạc rạch mấy cả có sáng là hệ thả rạch chân à xâm phốn cả có sáng là phát sát đại chí tí xa cả rác mùi chùm nuôn tôi chia là phát sát mùi chùm nuôn là thường bị ách là lừa nông cơ lên miền phát sát ả rạm rung chân chế đàm và thật lực nông rịp tình ý nên lưu phụng của lên đã hàng tham mà hành trạng bó rét ở đây có mà hành trạng bó rộp bó nó ảnh và ấy bỏ mình là bởi chấp bọt rộp bó ổng bởi niềm bảo bát chạy bảo mạn tí bay chẳng bảo bát chạy bảo mạn tí bay nếu cứ chìa bởi chấp bọt rộp bó ổng chẳng dừng mơ được nông ai cứ xa mê riêng đẹp nhóm đã ở ní hạ bây đôi chế miền bó rộp miền xe nhóm phì cầm nọt hai cái đôi chi sắp hơi này có hoa thật xa mùi chúm nó này dựa bàn bởi cả sắc xa được nóng mà riêng này bởi bàn chê bởi bàn tì bay nì đại chê bởi chê bót rồi bởi bàn chê bởi bàn tì phí lục bàn lao sở yếp vì chân nam bởi rồi hà sắp to bởi rồi chất sắp rằm phí hai cái nông chân nam bởi rồi xâm lịch rưu sạc rái bởi bàn chê bởi bàn tì bay để miên bởi liêm cổng rì thamay hào thà bởi bàn tân trắc Roman tí mùi Roman có sáng là bà sạp bà cô bà sạp bà cô bà rai ân trạc ân đạc bà rai thà bà rai ân trạc ân đạc nâng hai thà bà rai thẳng ca nâng chồng trói trong bàn có sáng con ông cô tí mùi hai thà dạ sao thà rạc phô rét trong nông bà khai chồng này nít bà hay chì đại côn của rồi chì ông hồ đi sạch dưới ai nâng miền cả chứng ngõ được nông nếu miền là bò rộng miền mối thà được nông áo bay đường dân thông lộ bàn sọc xa máu thà bà bàn chê bà bàn tị bày nế lộ bọn miền bà rì chạy bọt tì hãy được nông ai thật xa bò dưới ní tôi thà bà niêm đẹp ở lạ sở rít cứ bà bàn ảnh trạng bà bàn tì mùi còn đây là con ông ai cái xa bóng xuống ở vùng dù chân cây lá
lô tha bà ban chư man thị mấy nấy ở miền bắc chư bồ tát hay bà ban an tra bà man thị mùi nấy cứ chỉ bom on chỉ đồn mưa bà bom lô tê đại chư này là sai rì còn to hay bà ban an tra bà man thị mùi nấy chư này bỏ sang nếu bà sa bà cô bà sa bà công an tra tận đặt rồi có hai bà ai thằng cả nước ai mà đến chỉ bom miền phi để dùng trực cao vị phi mà trực cao phải vô độ ấp này còn đấy ở quay đại kệ bàn lược là đấy vì miền cao là bồ đề chà chấm lo từ trong tháp bồ bàn chơi bồ bàn thì bay đấy lục bàn cục rong rồi có lao sợi đến ở vị trí nam bồ bảy rồi hạ sấp đôi chân nam bồ bảy rồi chật sập phần và bồ bảy rồi chật sập phần và ấy chia to tiết bồ bàn ấn trạng bồ bàn năng lục miên bồ đề chấm bột muối bồ ăn cứ bồ bàn nhẹ sau bồ bàn thì muối dạy sao bà mạng tìm mối lục bàn lao sở riêng vì chân nam bông bày rồi chạy xâm phở đó bông bày rồi phát sắp phẩm buồn trong bán khổ sáng rì tình ý nơi dạy sao thật đạp bổ rẹt phải máu thá krong xìm riêng và chạy bón trong bán khổ sáng bà rai bà sát nung bà khai khổ sáng bà sát bà vĩ bà chân dạy bà dạy sao bà mạng tìm mối nâng hơi đại chì sạch sạch phần nực bà sạch sạch phần nực nâng bà sa pra pa hiên môn kê và chẳng bà sa pra pa hiên ấy lô sang nơ trong sát tạp hoạt tì phẩm buồn hay miền bởi chìa khai khai mô tiết bàn cho rùm vô ca có sang nơ bà sa pra pa hiên nâng chìa bàn tòa bàn tòa tài và ở tư tạ đó a tì tê kê kê rạ svá rạ kê rì svá rạ kê rì svá rạ nia cùng phú nôm đồng rè trong ban lược toát từ vi phía hàng lệch hết bán ao bán cò sang nhé bán cò sang và prasad pram pra prang bay prang bay nhé và prasad prang bay lược nông tập đây thay phải cho bọn nhé prasad prang bay prang nó bị miệng thả nhé prang bay hay một tiết miền là bà bát Isan Varman mà bây giờ thọ bản đấng Isan Varman đó cứ thọ miền được nông sài chế là chẳng được nông sài còn nó còn miền bị chia bỏ mùi bỏ nó còn miền bờ niêm Isan Varman đây chẳng bà bát Isan Varman đấy cầu nguyện nơi chân nam bồng bay rồi phải sập bồng bốn nơi chân nam bồng bốn rồi và cho năm phẩm buồn rồi và ok hay mùa tiết cư bà bàn hát xóa rạc vô rman hát xóa rạc vô rman mà hát xóa rạc vô rman ấy dường khởi tha lục bàn cổng rí cho năm vì cho năm phẩm buồn rồi mà phải bằng bay, em bay. Chẳng như mưa được nói hạ bay đôi chiếc bạc nơi miền đẹp trong tận năng của bạn Isan Varman, nè, bạn Isan Varman. Chẳng hạ bay đôi chiếc mình miền phần miền nam muối đi dây đẹp trong tận năng của bạn Isan Varman ở tràn thế, và chẳng như lại mưa miền liền được nông ai cả sang được trong đảo, và chẳng như bị chân nam bầm bay rồi bay sầm bốn nói chân nam bầm bốn rồi tao về mau bơi chia ti pram cứ bập bàn hát svara vorman cứ bây giờ về mau hay bầm bay chân nam bầm bốn rồi bầm bốn rồi mau hay bầm bay chẳng mau hay bầm bay chân nam mau tự nhiên bơi chia mùi bầm tiết cả là chẳng còn được dừng cảm hiện tới trong thời cả lúc hai đồng miền bị bắt là mùi cả lá được nó dọc về một cây bóng bay cho nam là ngày một cây bóng bay cho nam nâng để đồng tầng nâng cả tầm đảm riêng cho nó có cả một cuộc trời chênh kia được nóng cả tầm đảm nát được nóng là nạ chạc ổng cổ là ngày và chân đó đó cho nam cả thà bầm bay rồi mà phải pram bầm bay bầm bay nè, cứ miền bà
Hasvara Vormani lòng sở điệp chẳng một phầy bằng bấy đó sai sở bì chẳng vì một phầy bằng bấy đó sai sở bì yên kết tới vì chưa một phầy chân em bà phầy chân em nế bà rú cơ kê ai thảo thơ bà bán bạc xây chạm cọng được nông sở máy cá nó như ai nực hơi đó ហើយប្របាទព្រំកិតហើយព្រំកិលឬក៏ព្រំកិតនោះដែលមានរឿងកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងបក្សីចាំក្រុងនោះបាទព្រំកិតនោះដែលឲ្យគេតាមធ្វើគុតប្របាទហស្វរៈវរ្ម័នហស្វរៈវរ្ម័ននឹងឯងបាទហស្វរៈវរ្ម័នណា ហើយមានបរិជាប្រហើយបញ្ជាឲ្យពញាពេជ្រពញាពេជ្រដែលជាប្អូនមកការរបស់ប្របាទព្រំកិតហ្នឹងឬក៏ព្រំកិលហ្នឹងធ្វើតាមសំឡាប់ប្របាទហស្វរៈវរ្ម័នហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងមានរឿងបក្សីចាំក្រុងហ្នឹងកើតឡើងបាទបក្សីចាំក្រុងហ្នឹងកើតឡើង ហើយប្របាទហរិសវរ្ម័នមានបរិជាប្រជបត្តមានបរិជាប្រជមួយព្រះអង្គគឺដាក់ឈ្មោះថាហស្វរៈវរ្ម័នទី2ពីឆ្នាំបានឡើងប្រសេរីពីឆ្នាំ842ប្រហែលប្រហែល142ដល់944សែ4អញ្ចឹងបានរយៈពេលតែប្រមាណឆ្នាំបានតែ2ឆ្នាំបាទក៏សោយទីមកគាត់ទៅ ហើយយើងមកមើលមានប្របាទជ័យវរ្ម័នទី4ជ័យវរ្ម័នទី4លោកឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ647ដល់ឆ្នាំ964មក67អញ្ចឹងយើងថា44ដល់44ដល់47អញ្ចឹងពី44ដល់47អត់មាន កំណត់ហេតុឬក៏ព័ត៌មានណានិយាយអំពីការឡើងសោយរាជ្យអញ្ចឹងក្នុងសម័យកាលនេះយើងអាចដឹងបានថាប្រមាណជ័យរ៉ូម៉ានទី4នេះដែលជាឪពុកមីតាមព័ត៌មានដែលយើងបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមកថាជាឪពុកមីរបស់ប្របាទហស្សវរ្ម័ននេះបានធ្វើគុតប្របាទហស្សវរ្ម័នទី2ហ្នឹងហើយឡើងសោយរាជ្យ ឥឡូវសរីមែនសរីនៅអង្គរទេទៅសរីនៅកោះកេនេះនៅកោះកេនៅខាងអាវិមុនកោះកេនេះនៅកំពង់ធំប៉ុន្តែឥឡូវកោះកេនេះនៅក្នុងខេត្តប្រវីហាបាទខេត្តប្រវីហាអញ្ចឹងជ័យប្រមាណទី4នេះគឺជាស្ដេចជ្រៃរាជប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននៃខ្ញុំដាក់ឲ្យនេះគឺយកបាននិយាយថាជ័យប្រមាណទី4ជាស្ដេចជ័យរាជនេះគឺជាស្ដេចដែល ចៃរីនេះគឺជាស្ដេចដែលមានការបង្រួបបង្រួមទឹកដីដែលពួកចម្ប៉ាធ្វើការឆ្លៀតពៀនដែលជាស្ដេចដែលមានគុណសម្បត្តិនៅក្នុងការស្រោចស្រង់ប្រទេសឬក៏អាណាចក្រអង្គរក្នុងសម័យនោះទៅវិញបាទអញ្ចឹងគាត់ដែលជាព័ត៌មានមួយដែលយើងត្រូវការស្វែងយល់វិភាគទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជនៃប្រវត្តិជ័យរ៉ូម៉ានទី 4នេះលោកក៏បានធ្វើការកសាងនៅ ប្រាសាទជាស្នាដៃជាច្រើនផងដែរបាទហើយជាចុងក្រោយគឺព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើប្រាសាទប្រែរូប្រាសាទប្រាងប្រាំជាន់ប្រាសាទបាទជុំនេះស្រះស្រង់ប្រាសាទមានអាកាសប្រាសាទបន្ទាយស្រីនិង សំដីស្រីនឹងក៏ប៉ុន្តែគឺកសាងដោយព្រះគ្រូមួយអង្គនៅក្នុងរាជនៃប្របាទរាជេន្ទ្ររាជេន្ទ្រនៅរាជេន្ទ្រវរ្ម័នហើយព្រះគ្រូនោះឈ្មោះថាចញ្ញវរិហៈហើយបានកសាងបញ្ចប់នៅប្រាសាទបក្សីចាំក្រុងផងដែរបាទនឹងតទៅនៅប្របាទជ័យរ៉ូម៉ានទី 4 ហើយយើងក៏ដែរអ្វីជាគុណសម្បត្តិនិងគុណបាត់ពីមានការឡើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះ
Trong miền bờ chấm bọt môi phở và niêm u tiệt tất phở man thì mùi trong bán sáng và xa tài kèo rồi báo trong bán sau khi một con lợi cho nam phòng bay lợi cho nam một con mùi này nam một con mùi và ấy và ba u tiệt tất phở man trong xa rí bán tài những khơi u tiệt tất này đại chi bị chậm một một rập ba chậm một tỷ gram năng lượng sau khi mà ban tại mũi chân em còn nó có ban sau tiêu cột mà sau tiêu cột cái mà sau tiêu cột nó lấy lời chỉ nhom miền con chân lòng có lại những mấy mà đã tại vì mình trời này và ok và hay chúng mình đây ta được non cho nó bỏ ra miền đấy chẳng vậy ta rõ nó có bàn cho luôn có xa máy nó thì dạy tên mùi chân ám ta có ông bàn có xa là bàn có xa là bàn có xa là và bàn có xa là bà xa là đáy bà xa là đáy để nó miền 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 bà xa nông dì sâu đáy đấy trong bàn chập đang có xa là bà xa ông có tốt ông có tôi nè ông có tôi nó miền chập đàm chăng chăng vậy tha ưu tiên tất nước luôn trên nè chập đàm và ai và sạt nông chi sâu nè và sạt nông chi sâu nông sầm đầu và sạt nơi nông nam bị phòn pì và sạt nông bị phòn pì ok chúng vừa học how to start body. Ai tiếp bổn bổn sa prama soriya varman ti 1 lok ban sari bato vi chnam 1002 to 1050. Chúng 48 chnam đai prang ban lao sari ma lao sari. Ai prang miem parichabot 1 prang praniam hasvara varman ti 3 ne. Soriya varman ti 1 nó miem parichi miem parichabot 1 prang គឺ hasvara varman ti 3. Rồng bàn cổ sáng rì tình đi ông cổ tí bày trọng sáng cổ vọt ông cổ tội nâng ai. Trọng bàn vi bùng rì tật đấy này là chạc máy nâng bàn áp dụng vọt bật tế nâng đồng bọt phù nìa bật tế là phát trọng bọn. Và bỏ ra miễn vì hạ bày đôi chì riêng thơm ấy nhìn thơm ấy chứ mà đây thà ca cô xa bật xa đi vì ai miền ca chô ruông bì đại trả đấy từ con ông ca cô xa lời bật xa nó có tội nhé mà ok tỏ dương tỏ từ tiết để tên tên năng trong bàn cô xa bật thám nơi cô bà rạc tí phí cô bà rạc tí phí bật xa bà rạc hìa bà này thà nơi lão thuê tí phí bà này thà lão thuê tí phí nữa bà này thà nơi bà sạp rạp ở hiện đó cứ tìm mối nơi hàng lưu bằng phót tìm phí cứ trong một khả hồng và có sang nơi bà sạp rạp vị thú bà sạp trang sai tiêu bà đá bà sạp bằng tì xâm rái bà sạp bề mì lía đùa lùng bỏ hói bà sạp nốt bà sạp bà khán nơi bà sạp bà khán nơi cũng bông xoài bà khán nơi cũng bông xoài thế mà mẹ bà khán nơi xìm rìa thế khán bông xoài mà bà sạc đã xem lấy cô sáng là bà chê phòng ăn thì phòng phì
trong ban châu tìm quân được nông chân nam bầm bầy rõ hạ sập này khuyên sạc ra ai vầy chê tì tà bà bàn hạ sạc vò mạn hạ sạc vò mạn tì bấy chân nam bà bòn hạ sập nó bà bòn phải sập bây giờ bê xàm được chân nam trong ban miên bà rì chân bọt bì bà niệm cứ bà niêm chê vò mạn tì bà mối nâng bà bàn thò rô nâng trắc vò mạn bà chúng ta ban chế phẩm an ti phẩm mới này chế phẩm chế bảo đảm bảo phẩm ban hạ svara phẩm an ti bay năng lâu lao sau đây bắt to bắt to bị bay đá và ấy có miếng phẩm chế bảo đảm mới phẩm cứ phẩm ban soraya phẩm an ti pi này đại chế này có sáng nở không cổ nếu phát sản cổ hoàn này đường cổ không cổ hoàn này chứng cho này chẳng vậy tha ông cô tôi nhé chẳng vậy tham miền thị trường mùi cả ông cô tôi trong đời từ lâu phá rồi về này sản mối này cả hơi ta phá rồi về này bất sản ông cô tôi ông cô thùng chẳng ông cô tôi miền sông đời từ lâu tu bất sản thế sông đời từ lâu phá rồi về này tầm bón mùi và ông có thống có cầm đầu từ lừa bảo vệ này đồng bọn mùi đài chẳng ông có tối thì thật là hàng cao này ông có thùng chẳng chỉ chẳng đồng đồng bọn này có tối nó miền bờ xa chỉ ra được không năng ông có thống miền bờ xa chỉ ra được không năng miền bờ xa bà buôn nè miền bờ xa bà doan miền bờ xa miền liền chùa đầm rây miền bờ niềm đập pi miền sản chỉ trả tiết được nông kỳ nông và chứng dương còn trong người ta ông có tối mình sầm đau từ lư tu bồ tát nam mùi đấy sầm đau từ lư bạc đầu viên anh đây đồng bòn mùi là đồng bòn mùi đây thì còng mùi như chặt ta chỉ thì còng mùi chắc và chứng bồ đề chậm một ở bậc ba chế bồ man thì bồ mùi đấy cứ bồ ba so với bồ man thì biết được là sari là sari lao sa ri pa to vấn đề môn năng đo bậc ba sori ya vorman ti 1 như tầm mơ sục sa nơ bậc ba tharanantra vorman chứ bậc ba tharanantra vorman ni là như vậy tới cứ chi bong ôn bong cát cho môi nơ bậc ba chay vorman ti 6 á chẳng như sua tha hai đấy ban chi bậc ba chay vorman ti 6 miên pri chbot cứ bậc ba sori ya vorman ti 2 đã hai đấy bạn chị mình ơi về cho một lao sở đi bài chía ơi ôn lao sở đi từ mình được nóng ní được nóng ắt tập bọn này mê riêng bao nhiêu được nhóm đặc chủ nâng cư thì bà lực lao thả phẩm bà thả rộn nâng tạo vào màn thì mới nếch cư chỉ sẵn lại chế rẻ dữ đi để tàn phực cốt phẩm bà chế rộn màn thì phẩm mùi bạn đã bởi dương sọc xa lùm ắt ai mẹn tên phẩm bà thả rộn nâng tạo vào màn thì thả rộn nâng tạo vào màn ní cứ như sạch mũi đã bọc cọp đòi mê ta phòng bình thịt hoa này lúc trẻ nẹ cô trẻ nẹ càng phút sạch ná hay bài phút sạch ná bài thê rô viết tiết và cả hình ảnh diễn đã được có thê rô viết tiết ấy lúc bàn cò sáng là sạch đài mũi từ cò sáng là cả hạ thà phát sản mới cả phát sản ba lê lại phát sản ba lê lại những thời gian này lúc bạn có sáng phát sản lúc miền Rajana Bot sẽ lập bác nế chấm lạc nơi Phật Phổ Vọt nế đầm nào rưỡng đây Phật Sát Sna Phật Sát Sna chỉ Sát Sna chỉ Phật Sát Sna theo đồ Việt và chứ lúc là ông sao đi nước miền ca đồng đàm riêng miền ca đồng đàm riêng miền bị bắt cho là cho cả là chẳng ai để dây ban than lộ lao sợ dây chầm luôn chặt môi rồi bỏ rõ nó cứ đợi xa tề miền bị bắt cả là rất có ai để dây ban than bà ba sợ dây bà man tìm môi nó lộ lời cái tivi nó lộ lời mình xây cho nào và chẳng lộ lao sợ dây dừng khơi một con bà ba thờ nên trả bà man tìm môi là ông sợ dây vì cho nam một
chúng mình bắt cho lo chót thì mùi nó cứ miền cả lên pin là bị trong qua không đai này nó sẽ mày cả lúc và sẽ mày cả lúc mà miền cả đàm ri miền nặng mà ấy chẳng là bắt qua sau đây vào màn thì mỗi lúc khi luôn để từ cổ tốt từ đồng bọn hàng cao này ông cổ này ông cổ và chẳng bỏ mà thờ nên bỏ màn thì mỗi thờ nên trả bỏ màn nâng cư dây chọn tới cư chìa bây đà rộp chơi bỏ màn tì 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 bỏ chẳng lâu sau khi bạn đã nhập về chén thật buồn cho nắm buồn cho nào được gặp làm cho nắm bằng dây ở mẹ tên tới từ mà đã dạy tại buồn cho nắm thế lúc có xoay tìm một cuộc tử và xoay tìm một cuộc tử và hãy chẳng lâu nông chùm nói đi nông bị bạc lúc kì miền kiếp cho là cho cả là nông bị dạy về một cho nắm nắm miền bị bạc cả là chẳng phục bát sau đây là bộ màn tìm bình ní lô bàn bơ ca tổ xú bơ ca cầm chặt bằng nơi vụ sắc trời tương lai để cho liên biên rơ cô chân đại bạc bảo nực nông anh ai chọn cô nâng ôi bà rải cháy hỏi cô bán là sở riêng đồng hành cái sách lá lục đặt thang gà là sở riêng bộ phục bát chân văn sau đây là bộ màn tìm bình ní được chân nằm một quán bởi đọc và chấm một quan rồi đọc ký lục là miền cả bồng ruộng bồng lúa miền cả tỏ xú nông nông chấm bằng là lòng chẳng đơn thà được cho năm một quan rồi đọc bấy lục bàn thuở ca lao sa đi rồi hốt đọc cho năm một quan rồi hà sập phẩm phần và hà sập phẩm phần chấm mà dương dây vì sao và ta này sau đây là bồng màn tìm bì ní cứ chia bồng bồng cho đồn mối cho mùi năng chơi màn tìm phẩm phần lại và chấm pro ban sau đây là roman tp trong ban có sa prasat đại ốc cha bồng cốt cứ prasat angkor wat rồi mở trong ban sau mình chạm nơi prasat bình mê lia sau mình hơi cô vật tị bấy nơi prasat ra khỏi hía pro ban sau đây là roman tp trong ban kế thoại bạch cha mở nạn niêm tha pro ban bỏ rong vishnu lục và vishnu lục và chân dự của niêm bộ phật ba sôi giáo bồ tát thì phí đại chi bạch cha marana hai chi phật ba và rong vishnu lục hay kệ ai trở khởi nơi nô bộ phật ba chi bồ tát sôi giáo bồ tát thì phí nơi cầu bồ tát cầu bồ tát hôm nay và ai mau nong sau này cầu tiết vì em bởi chìa mùi phóng đại kê mạng đài đi dây tổ đất sốc cư bạp bát trầy phú vô nìa tất phô mạnh bàn lòng sở riêng bàn lòng sở riêng chẳng dừng mơ khơi nực nông sở mạng cá ní như bạp bát sổ rìa phô mạnh tí bí lô sốc cốt nực chân nông chân nắm mùi phôn bà rôi hà sắp phẩm phẩm tòa bê bạp bát trầy phú vô nìa trầy phú vận nia tật bồ đề này nè hàm bồ đề học sắp phạm chẳng hàm bồ đề học sắp phạm không cho lo nó cứ miên bị bạc cả lo nó còn anh ấy chẳng có được không đại mà người ta miên là phim chụp bộ chụp bò cho lo cho cả là chẳng là bồ đề trai phù vận nia tật bồ đề này lo có sa lo ba lo sa ri cho nam bồ con mà rồi học sắp phạm rồi cho nam bồ con rồi chất sắp phạm chúng chỉ đặt lấy cứ chỉ đặt chơi riêng lại mà chỉ đặt chơi riêng ai lộ sâu là cứ sạc lại của má được đăng thế còn đại lộ sốt cốt để cho nam một phần và rồi chất sốt cầm phớ ra chơi ca còn riêng cứ bị cho nam một phần mà rồi học sốt ráng để cho nam một phần mà rồi chất sốt cầm phớ trong chỉ đặt chơi riêng còn to vì ban giờ sau phần màn tivi trong sai riêng ban tại đọc bị cho nam một nó trở tọa sạch chạm nhé một vị con đã coi chấm phá còn liêm anh trở vào màn thì vốn bỏ xâm phẩm bằng chắc tuần lễ vì cho phòng cổ mà này thà anh ấy chẳng có lẹp từ nông cả cổ phá nó bỏ nó có chấm phá ấy vừa kia sạch trái phù vô niệm tất vào màn nông chân nằm một con mà rồi chất sạch phẩm phá này cứ sạch rái
Chấm phá ban căn cấp trong ông có rồi dạp bếp buôn chân ám tư bà bà chờ hoàn tì phùm phở màu rộng đó trong ông có là huynh. Đã chân nó xa mai cả nâng cư anh ấy thà trong soi dạ vò màn trái phù nê tật. Trái phù nê tật nâng mà dương dây màn tên đó cư chì xa mạch chơi riêng nế. Phụ thu là trời rìa hay là trời rìa vì xa mai cả ná cứ xa mai dạ sao vào màn tí bì. Chứ mà đây thà nợ nông chân nam mở bồn mở rồi hà sơ phẩm phẩm đó mở bồn mở rồi học sơ phẩm nâng cứ chìa ra chạy cá rộng bọc rộng bá dạ sao vào màn tí bì dạ sao vào màn tí bì hay và dạ sao vào màn tí bì bà anh đây nợ nông lý nhóm ọt bàn đạn là dạ sau hoàn tỷ phí tới xa tại được nông ai cả xa nước thì ở bàn đạn này chẳng dừng còn được dòng bạch chạm màu với thà dạ sau hoàn tỷ phí ní cứ dạ sát đáy lãng sở đi bằng tọc ông phí bạc bát dạ sau hoàn tỷ bạc bát sau đây dạ hoàn tỷ phí nơi chân nam nơi chân nam nơi chân nam bạc mát nơi chân nam bạc bốn rồi hà sâm phớ nơi chân nam bạc bốn โอเคយើងកំណត់សង្កត់កន្លែងនេះពីព្រោះប្របាទត្រីពូវនីតិតវរម័ននឹងលោកជ្រែករៀងដណ្ដើមរៀងអំពីប្របាទជាសពរម័នទី2ហ្នឹងឯងបាទឥឡូវយើងមកសិក្សាតកតងនឹងប្របាទជ័យវរម័នទី7ដែលជាបងប្អូនចំណុចមួយជាមួយនឹងប្របាទសូរ្យវរម័នទី2បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលនោះលោកមានបញ្ជនក៏ ច្រើនណាស់ហើយដែរលោកនៅជាមេតបបាទការនៅជាមេតបមានព្រានថាជ័យវរធនជ័យវរធនខ្ញុំប្រមាណជាប្រមាណទី7នេះលោកឡើងសររាជពីឆ្នាំ1115ដល់1225នៃគ្រិស្តសករាជបាទហើយប្រមាណជាប្រមាណទី7ប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1115ដល់ ឆ្នាំ1281រាជការក្រុងរាជ1186ដល់1891ចក្រភពកម្ពុជាទេដែលត្រួតត្រាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកមួយភូមិប្រអងជាមុតរបស់ព្រះបាទធរណិន្ទ្រវរ្ម័នណាធរណិន្ទ្រវរ្ម័នហ្នឹងឯងនេះគេលោកដាក់ទី2ក្រោយពេលរំដោះក្រុងអង្គរពីចាមបានក្នុងឆ្នាំ1200ពី 1186 ចាំមើលថាចម្ប៉ានឹងបានផ្ដល់មេរៀនឲ្យអាណាចក្រអង្គរហើយគាត់បានជាវន្តទី7នោះក៏បានវាយទៅដល់ចម្ប៉ាហើយដាក់ចម្ប៉ាជាចំណោះហើយឲ្យរាជវង្សខ្មែរទៅគ្រប់គ្រងនៅចម្ប៉ាផងដែរបាទនៅចម្ប៉ាផងដែរហើយក៏បានយករាជវង្សចម្ប៉ានេះយកមកធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅការអប់រំ ដល់អាណាដល់ខ្សាច់ដែលបានយកមកពីចម្ប៉ានេះក្នុងអាណាចក្រខ្មែរផងដែរបាទអូខេហើយនៅក្នុងរាជនៃប្រមាណជ័យវរ្ម័នទី7នេះព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទជាច្រើនដូចជាប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារ sala ដំណាក់121មន្ទីរពេទ្យ102 ស្ពានណប្រាសាទបន្ទាយក្តីប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទតាព្រំតលីបតីប្រាសាទនិព្វានដសោមក្រៅគូ
sang ban chọc ra sát ông cầu vọt bằng cả sẽ là cầu chia lại chỉ trả nâng vi vọt bất tế và nâng áp vi vọt bất tế nâng áp vi vọt bất tế chiết cùng rịch tập đây nâng sọp sai bông vi hiệp hoa đo bà chế ri bà bà ông nế bà ông mê là kẹp hê say phi bà ông đại miền bà nhà khám bộ cái គឺព្រះនាងចៃរាជទេវីនិងព្រះនាងអន្តរទេវីហើយទ្រង់មានព្រះរាជបុត្រ 4 ព្រះអង្គគឺព្រះនាមអន្តរវរ្ម័នទី 2 និង 3 ព្រះអង្គផ្សេងទៀតបានសុគតនិងមានកំណត់ត្រាព្រះរាជបុត្រទាំង 4 ព្រះអង្គរបស់ជាព្រះម័នទី 7 ហ្នឹងមានឯកសារខ្លះបាននិយាយដូចជាព្រះមហាមិលិន្ទៈព្រះមហាមិលិន្ទៈដែលបានបួសបានបួសហើយទៅសិក្សានៅកោះស្រីលង្កាបាទបាទហើយព្រះបាទអន្តរវរ្ម័នទី 2 នេះលោកដើមសារីបន្តពីបិតារបស់ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជ័យរ៉ូម៉ានបន្តពីជារន្ធទី 7 លោកសាយទីមង្គតទៅណាគឺប្របាទអន្តរវរ្ម័នទី 2 ដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងព្រះនាងអន្តរទេវីនឹងឡើងសោយរាជ្យពីឆ្នាំ 1218 ដល់ 1243 ហើយប្របាទអន្តរវរ្ម័នទី 2 នេះលោកមានព្រះរាជបុត្រពីរព្រះអង្គគឺប្របាទជ័យវរ្ម័នទី 8 និងមួយអង្គទៀតនាមសូរកុមារតែมันបានมันមានកំណត់ច្បាស់លាស់ទេអន្តរវរ្ម័នទី 2 ចូលទីមគុតក្នុងឆ្នាំ 1243 នៃគ្រិស្តសករាជហើយក៏ជាពេលវេលានៃអាណាចក្រខ្មែរចុះទង្សោយខ្លាំងបំផុតនិងបាត់បង់ទឹកដីអស់ 3 ចំណែកធំធំផងដែរបាទអញ្ចឹងមកចូលដល់សម័យកាលមួយដែលអង្គរចាប់ដើមធ្លាក់ចុះនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអតិពររបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយអំពីប្រមាណជ័យរ៉ូម៉ានទី 8 ម្ដងតែជាបរិជ្ឆេបតឬក៏ជាចៅរបស់ជ័យរ៉ូម៉ានទី 7 នោះត្រង់មានបរិជ្ឆេបតពីរព្រះអង្គគឺអន្តរវជ័យអន្តរជ័យវរ្ម័ននិងមួយអង្គទៀតជាបុត្រីនាមត្រៃអន្តរភូគេតរៈចិន្តាតែមិនមានកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ដែរ ក្នុងរាជព្រះអង្គមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់អ្នកកាន់របស់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទៅលើពុទ្ធសាសនាហើយពេលនោះមានការវាយឬក៏លុបបំបាត់ប្រពុតបារមីដែលគេបានសាងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរាជព្រះបាទជាម៉ាន់ទី 7 ក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងប្រទេសជាជាតិបុកវោដោយសង្គ្រាមយ៉ាងខ្លាំងដោយតបឈាមឬក៏សៀមរលយកភាគខាងលិចក្នុងឆ្នាំ 1257 នៃគ្រិស្តសករាជហើយក្នុងឆ្នាំ 1281 នៃគ្រិស្តសករាជដោយតបមង្គោលវៀតទីមកភាគខាងត្បូងអញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រមាណជ័យរ៉ូម៉ាន់ទី 8 នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅការគោរពសាសនាក្រោយមកប្របាទជារន្ធទី 1ក៏ចូលទីមកក្នុងឆ្នាំ 1295 នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់បុត្រីប្រនាមត្រីអន្ត្រពូកេតៈចិន្តាបានលួចប្រខណ្ឌមាសទៅឲ្យស្វាមីខ្លួនហើយប្រកាសរាជសារក្រៃបន្លំឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងរាជក្នុងឆ្នាំ 1296នៃគ្រិស្តសករាជស្វាមីរបស់ទ្រង់មាននាមក្នុងរាជថាអន្ត្រវរ្ម័នទី 3 ແນ່ເຈົ້າມາໄດ້ຖ້າລະຈະວົງສານະພົງຂອງພະບາດເຈົ້າມານທີ 7 ນັ້ນບານພັດລົດໂຕນະພັດລົດໂຕໂດຍສາແຕ່ພະບາດເຈົ້າມານທີ 8 ໄດ້ຖືຈະຈ້າງນັ້ນມີປະລິຈະບົດໄຕຫນຶ່ງພະອົງປະນຽມໄຕອັນຕະພູເກຕະຣະຈັນດານັ້ນ ແລະបានរួចប្រខណ្ឌនឹងតើឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនហើយឡើងសោយរាជ្យបន្តដែលសោយរាជ្យបន្តអញ្ចឹងជ័យប្រមាណទី 8 ហ្នឹងក៏សោយទីប្រកួតទៅដោយសារការឈឺចិត្តឈឺថ្លើមខាងពេកបាទ
chúng xem phù hợp chi xem xem tiếp xem mong on đi sát dương vừa xoay dọc sai chỉ cái ca sai chứ âm phí sát hàng khỏi đi và làm bài trong khoảng chi hai cái xá vừa cả xoay vô lần bị phiền rồi chi tốc chi hai cái xá làm ráp đi sát dương cho nó khỏi vừa cả sát sao phòng đài chẳng nhom phòng riêng đầu video zoom này ngày này bàn bàn này zoom mình chop hay một lần mình chop zoom bật điện phó đồng chuẩn phó đồng bộ ôn xâm lãnh sách đồng lịch sách đó miền sọc phiếu lo và miền chuẩn bị để chuyển chú chiếc phát triển chuẩn bị khô vi tập luôn học nề và hai con sọc phiếu phong và học quân chán phải một cùng lý đồng chuẩn bị